em thấy là gần đây cô Thảo càng ngày càng trẻ ra đó nha. Thiệt không? Ừ, thiệt đó cô, gương mặt của cô rất là tươi và toát lên một vẻ rất là yêu đời và lạc quan. Chắc chắn là cô có bí quyết gì đó. Bí quyết thì chẳng có bí quyết gì đâu, nhưng mà có lẽ là trong bữa cơm thường ngày á thì cô rất là thường ăn nhiều loại rau cải lắm, đặc biệt là những thực phẩm mà chống lão hóa. Ừ, thực phẩm chống lão hóa, thực phẩm nào hay vậy cô? Nhiều lắm chứ, có thể kể như là trái bơ nè, cà rốt nè, rau dền hoặc là cải thảo nữa. Ồ, có cải thảo nữa cô? Cải thảo là một loại rau có chứa rất là nhiều vitamin như là A, B, vitamin C, rồi vitamin E nữa nè. Những cái loại vitamin này nó giúp cho ngăn cản cái quá trình oxy hóa của các tế bào trong cơ thể, đồng thời chống ung thư mà lại giúp cho làn da của phụ nữ trẻ trung nữa. Hay quá, nhất định ngày hôm nay cô phải hướng dẫn em một món ăn nào liên quan đến cải thảo mới được đó cô. Có ngay, trong ngày hôm nay thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món ăn được thực hiện từ cải thảo và tim heo, đó là món cải thảo xào tim heo. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 200g cải thảo cùng với hành, ngò, nửa trái tim heo khoảng 150g, 8 tay nấm đông cô, hành tím băm, tỏi băm, 100g cà chua bi, các loại gia vị thông thường và nước tương Phú Sĩ. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả phải chú ý là chúng ta mua tim heo về, chúng ta chọn những cái quả tim heo vừa phải thôi, đừng quá to. Trái tim heo mà lớn quá thật sự là không đủ chuẩn, là vì nó sẽ bị dai. Ngoài ra có màu hồng tươi nè, bên ngoài căng bóng như thế này là ngon rồi. Phần tim heo thì quý vị khán giả sẽ cắt những cái lát mỏng như thế này nè. Quý vị khán giả sẽ ướp gia vị vào, ướp vào một ít tiêu, khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinon, khoảng một muỗng cà phê hành tỏi băm. Chúng ta sẽ trộn lên cho thật là đều. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị sang các nguyên liệu còn lại. Chúng ta mua nấm đông cô á, mua được nấm đông cô tươi là tốt nhất. Nấm đông cô tươi khi chúng ta xào sẽ rất là ngọt, thơm và ngon. Mua về thì quý vị sẽ cắt bỏ bớt phần chân nấm. Một cái nấm đông cô thì chúng ta sẽ tỉa hoa, chúng ta khía những cái khía nhọn ở trên đây nè, để chúng ta trang trí ở phần cuối cùng cho nó đẹp. Một cái muỗng nấm. Tất cả cái còn lại thì quý vị khán giả sẽ cắt lát mỏng. Chúng ta đừng có cắt quá mỏng đi. Một cái nấm đông cô lớn này chúng ta cắt ra khoảng chừng làm 5 là được rồi. Tại vì cắt mỏng quá khi xào thì nó cũng sẽ bị mềm đi, nó nhũn đi, nó không ngon nữa. Vậy thì khi chúng ta xào nấm đông cô mà là nấm đông cô tươi thì chúng ta nên nhớ là xoát thành từng lát, tuy nhiên không mỏng và nhão quá. Bởi vì khi xào thì nấm đông cô tươi sẽ rất dễ bị nhão và bị nhũn nếu như chúng ta xoát quá mỏng. Cà chua bi thì quý vị khán giả sẽ cắt đôi ra. Cải thảo thì chúng ta sẽ cắt xéo, bề ngang khoảng chừng 2cm là vừa. Cuối cùng là chúng ta sẽ cắt sang đến phần hành ngò. Bây giờ đặt một cái chảo lên bếp. Chảo đã nóng rồi nè, mình mới cho dầu vào như vậy. Cái thời gian rất là ngắn thôi là cô sẽ cho ngay cái phần hành tỏi băm này vào. Chúng ta phi cái phần hành tỏi này cho nó thơm. Giai đoạn kế là chúng ta sẽ chuẩn bị đến cái phần tim heo. Đây là nguyên liệu mà chúng ta phải cho vào sớm nhất. Và chúng ta sẽ phải xào với lửa thật là lớn để cho tim heo săn lại và thật là thơm. Khi mà hành tỏi đã phi vàng rồi, cô cho tim heo vào và chúng ta xốc lên để cho tim heo chín nè. Và khi tim heo đã chín rồi đó thì chúng ta sẽ cho thêm một ít nước nữa. Đó, chúng ta cho nước vào như thế này để giúp cho cái phần tim heo này chín thật là kỹ. Vì đây là một nguyên liệu cần phải chín kỹ mới ngon. Kế đó chúng ta mới cho nấm đông cô. Tiếp tục cô cho phần cải thảo trước mà cô sẽ cho phần cọng vào trước nè. Đảo đều cái phần cọng cải thảo nó hơi mềm rồi, chúng ta lại tiếp tục cho cái phần lá cải vào và phần cà chua bi vào luôn. Cô sẽ nêm thêm khoảng một muỗng cà phê hạt nêm Ajinon. Rồi lại đảo đều một lần nữa cho những cái nguyên liệu này chín. Khi mà chúng ta đảo đều món xào với lại lửa thật lớn như thế này thì món xào sẽ có một cái mùi rất là thơm và món ăn của chúng ta không bị ra nước như vậy, chất ngọt á nó còn được giữ nguyên ở trong những cái nguyên liệu tim heo, cải thảo, cho nên món ăn của chúng ta rất là ngon. Cô ơi, nếu những ai mà thích ăn đồ xào mà có nước nhiều thì mình sẽ cho nước nhiều thêm một tí được không cô? Người ta có thể cho thêm một ít nước, nhưng mà theo cô thì món xào mình cho nước vừa phải thôi, chứ nhiều nước quá thì cái nguyên liệu nó sẽ không còn độ ngọt nữa. Bây giờ thì chúng ta tắt bếp đi nè. Cô cho hết cái phần hành ngò vào. Đảo đều một lần nữa để cho cái hành ngò này nó chín tái nhưng mà nó vẫn giữ được màu xanh. Bây giờ lấy ra nè. Cô sẽ cho một cái miếng nấm đông cô vô nè, cộng ngò nữa. Đẹp quá. Rưới một tí nước xào lên nữa. Xong rồi để cho nó có mùi thơm hơn thì mình lại rắc một chút tiêu. Dạ.
và dọn kèm với một chén nước tương Phú Sĩ. Chúng ta cắt một vài lát ớt sắc khoanh vào nữa. Bây giờ để cô chỉ cho Thanh Phương nha, mình sẽ cho thức ăn vào nè. Dạ. Bây giờ đến phần em thưởng thức đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này của em nè. Cảm ơn cô. Chấm một ít nước tương Phú Sĩ và thưởng thức. Cải thảo có vị ngọt tự nhiên. Còn tim heo thì có vị mềm nè, giòn và đặc biệt là rất thấm gia vị. Và những món ăn này khi mà chấm với lại nước tương Phú Sĩ càng gia tăng thêm cái vị đậm đà và vị mặn mặn nhẹ nhẹ ở trên đầu lưỡi. Cảm thấy rất là thích cô ạ. Đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thư từ góp ý cho chương trình cũng như quý vị có những thắc mắc nào liên quan đến vấn đề bếp đốt, xin mời quý vị hãy cùng chia sẻ với chương trình qua hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số điện thoại 083 823 7557 hoặc truy cập vào trang web mongonmuoinngay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Thanh Phương và cô Diệu Thảo thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.